chào quý khán giả, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình truyền hình Thanh Niên. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp tỉnh đoàn Long An thực hiện. Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, trong tháng thanh niên, tuổi trẻ Long An đã không ngừng sáng tạo, đổi mới trong mọi hoạt động, từ xung kích phát triển kinh tế đến tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là phần điểm tin các hoạt động trọng tâm của các cấp bộ đoàn chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Tiếp theo là ghi nhận về những dấu ấn tình nguyện của tuổi trẻ Long An trong tháng thanh niên năm 2023. Phần cuối chương trình, mời quý khán giả cùng theo dõi mô hình em nuôi của đoàn. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn, tiếp thêm ước mơ cho những trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, những ngày qua, tỉnh đoàn và các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên. Với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương đơn vị. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh chuyển đổi số là động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, là một giải pháp quan trọng cấp thiết để cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới quy mô tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh. Cần phát huy vai trò thanh niên là giường cột của quốc gia, là sức mạnh của dân tộc, là tương lai của đồng bào. Đoàn cần khơi dậy trong thanh niên khả năng sáng tạo, tiên phong trong nghiên cứu ứng dụng những thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tại lễ phát động, tỉnh đoàn đã tiến hành trao bản biểu trưng nguồn lực thực hiện 15 công trình thanh niên được cờ tổ quốc, 2 nhà tình bạn, 5 nhà khăn quàng đỏ, 1 công trình cầu giao thông nông thôn, trao 50 phần quà học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng lễ khởi động tháng thanh niên cũng được tổ chức như thăm mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, trao quân tuyên truyền chuyển đổi số, thực hiện công trình thanh niên đường Bích Hòa. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An phối hợp với cơ sở cai nghiện ma túy Long An tổ chức chương trình Hành trình của niềm tin lần thứ nhất năm 2023. Tại đây, các học viên được giao lưu văn nghệ cùng đoàn viên thanh niên, chia sẻ chuyên đề về văn hóa đọc. Ngoài ra còn được nghe báo cáo viên, tư vấn, chia sẻ một số vấn đề về tâm lý, định hướng cuộc đời với chủ đề Hành trình của niềm tin. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với câu lạc bộ Vòng tay yêu thương, trao tặng công trình tủ sách yêu thương gồm 1.000 quyển sách và 500 cái nón cho các bạn học viên tại cơ sở. Đây là hoạt động nhằm thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Thông qua hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi, tiếp thêm động lực, tinh thần cho học viên có ý chí hoằng lương, động viên, hỗ trợ những thanh niên đã lầm lỡ hoàn thành chương trình cai nghiện tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Tại xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tỉnh đoàn Long An tổ chức chương trình Tháng Ba Biên giới năm 2023 với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực như thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng một căn nhà tình bạn trị giá 50 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, trao tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng 40 suất học bổng cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và 20 phần quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sông Trăng, chốt dân quân xã Hưng Điền có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 123 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí của tỉnh đoàn, cụm thi đua số 1, cụm thi đua số 2 vận động. Các hoạt động của chương trình Tháng 3 Biên giới là dịp để các đoàn viên hội viên thanh niên có dịp gặp gỡ, giao lưu, cũng như thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó, đồng thời giáo dục và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên hội viên về biên giới biển đảo, truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh hưởng ứng tháng thanh niên, đoàn viên thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.
Trong tháng thanh niên, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử, tư vấn tâm lý sức khỏe cho học sinh, sinh viên, tổ chức chương trình tháng 3 biên giới và giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, tổ chức ngày Chủ nhật xanh và các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, kết nạp đoàn viên mới. Đặc biệt thực hiện chủ điểm công tác tháng thanh niên đó là tuổi trẻ đoàn khối tiên phong chuyển đổi số và chủ đề công tác năm là chuyển đổi số trong hoạt động của đoàn. Thì đoàn khối đã cho ra mắt đội hình tuyên truyền nâng cao năng lực số, thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử cũng như là ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động cho đoàn viên thanh niên trong khối và người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Với khí thế sôi nổi của tuổi trẻ, tháng thanh niên đã lan tỏa sâu rộng trong các phong trào tình nguyện của tuổi trẻ toàn khối, ghi nhận dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên góp sức trẻ xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, tháng thanh niên, tháng của sự nhiệt quyết, của những trái tim đam mê cháy bỏng và khát vọng được cống hiến, phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong những ngày tháng 3, tuổi trẻ Long An đã ghi dấu nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trên mỗi bước chân tình nguyện. Chỉ bằng các nguyên vật liệu đơn giản, dưới nét vẽ của các họa sĩ không chuyên là các đoàn viên thanh niên đã tạo nên những con đường bích họa với nhiều màu sắc và phong cảnh sinh động. Ngoài ra, tại tuyến đường Lê Văn Lâm, phường 3, thành phố Tân An, đoàn viên thanh niên cũng đã thực hiện nhiều công trình phần việc khác như thu gom rác thải, trồng chăm sóc cây xanh, đồng thời tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng cảnh quan cho đô thị trên địa bàn. Khi mà phát động tháng thanh niên thì mình cũng tham gia tích cực nhiều phong trào. Khi mà vẽ con đường bích họa thì thấy một là tuyên truyền cho người dân được chúng ta bảo vệ được môi trường, để rác đúng nơi quy định, tạo cho môi trường cho chúng ta xanh sạch đẹp hơn. Trên tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, đoàn viên thanh niên tỉnh Long An phát huy ý thức sống đẹp vì cuộc sống cộng đồng, khẳng định tính tiên phong gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ở địa phương. Đặc biệt, với chủ đề tháng thanh niên năm nay là tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số. Ngoài việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thay thế phương thức quản lý các hoạt động công tác đoàn truyền thống, tỉnh đoàn tăng cường phát huy vai trò xung kích của thanh niên, lan tỏa đưa công nghệ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống để thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội. Lúc đầu thì người ta sẽ hơi khó khăn một xíu, nhưng mà khi mà mình hướng dẫn qua rồi thì người dân sẽ dễ dàng tiếp thu và sử dụng app sẽ dễ dàng hơn. Lúc đầu là tôi cảm thấy nó khó dữ lắm, tại vì không có rành. Coi vậy chứ chỉ coi như là mình chỉ địa nghe biết vậy thôi. Rồi mấy em lại tư vấn là chị thấy rất là hữu ích, giải thích về cái chương trình là mình đóng về điện nước hoặc là đóng tiền cho con đi học qua cái mạng thông tin internet này nè, tôi thấy tôi rất là hài lòng, tiện cho mọi lúc mọi nơi. Trong thời gian tới thì ban thường vụ thành đoàn có các cái công trình thanh niên gắn với chuyển đổi số như là số hóa địa chỉ đỏ và thư viện số, nhằm để giáo dục các bạn trên địa bàn thành phố Tân An đẩy mạnh về cái công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Với khát vọng luôn được cống hiến, trong nhiệm kỳ mới, tỉnh đoàn phấn đấu thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra trong công tác chuyển đổi số. 100% cán bộ đoàn cơ sở tham gia làm nòng cốt tại các tổ công nghệ số cộng đồng. 80% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức đoàn, hội, đội các cấp triển khai. 70% đoàn viên thanh niên trong độ tuổi lao động sử dụng tài khoản thanh toán điện tử, góp phần tạo thành công cho công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Xin chuyển sang những thông tin khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh. Đây là tín hiệu vui cho phong trào khởi nghiệp sáng tạo.
Mục tiêu chung là nâng cao nhận thức khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên, tham gia sáng tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Theo kế hoạch giai đoạn 1, 2022-2025, 100% cán bộ đoàn thanh niên các huyện, thị xã, thành phố được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ ít nhất 120 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 12 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ 3 hợp tác xã do thanh niên làm chủ, hàng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 3 xã triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP, tổ chức ít nhất 5 hoạt động gặp gỡ đối thoại giữa doanh nhân trẻ với thanh niên khởi nghiệp, hàng năm duy trì tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Long An. Thưa quý vị, tuyến phố không tiền mặt dự kiến sẽ triển khai tại thành phố Tân An là công trình thanh niên năm 2023 theo kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh đoàn nhằm tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn. Theo đó, tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị tuyên truyền vận động người dân, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại của các ngành hàng thực phẩm, tiêu dùng, thời trang, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, dịch vụ viễn thông đăng ký và triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, đoàn viên thanh niên là lực lượng hưởng ứng việc thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ tại tuyến phố. Cùng với tuyến phố không tiền mặt, 15 công trình thanh niên số hóa di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh cũng được triển khai trong năm 2023. Trong đó, mỗi đơn vị huyện thị thành đoàn thực hiện một công trình. Cụ thể, các đơn vị xây dựng bản công trình thanh niên gắn mã QR liên kết đến thông tin, dạng video clip hoặc nội dung giới thiệu kèm hình ảnh về di tích lịch sử, in các tờ gấp có mã QR giới thiệu di tích lịch sử gửi đến các trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nơi công cộng để người dân thuận tiện truy cập và tìm hiểu. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng theo dõi mô hình tiêu biểu của các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Tân An. Mô hình em nuôi của đoàn đang triển khai hiệu quả, góp phần động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên học tập tốt và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Gia đình em Phạm Tấn Sang, học sinh lớp 5 trường tiểu học Võ Thị Sáu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mồ côi cha mẹ, hai anh em Sang sống nương nhờ vào tình yêu thương của ông bà ngoại. Với mong muốn giúp đỡ các em có thêm điều kiện để trang trải cuộc sống, nỗ lực hơn trong học tập, từ nguồn xã hội hóa, Đoàn Thanh niên phường 1 thành phố Tân An đã nhận hỗ trợ và đỡ đầu bé Sang với số tiền 300.000 đồng mỗi tháng. Đó, hoàn cảnh giờ rất là khó khăn. Nuôi hai đứa cháu mồ côi. Tôi ổng bị mất sức lao động. Giờ cũng nhờ bên chị Đoàn hỗ trợ chút đỉnh, có trang trải cuộc sống hàng ngày. Vì mình già đâu làm gì được nữa đâu, mất sức lao động rồi. Ngoài việc hỗ trợ vật chất, các cơ sở đoàn còn thường xuyên thăm hỏi, động viên các em trong cuộc sống, hỗ trợ các em trong học tập. Đây cũng là nơi các em nuôi tìm đến như một chỗ dựa tinh thần. Trên địa bàn phường 1 có hai em là em nuôi của đoàn. Thì hàng tháng thì đoàn phường sẽ hỗ trợ mỗi em là 300.000 đồng. Mong là được quý mạnh thường quân thường xuyên quan tâm hơn hỗ trợ các em để các em có thêm nhiều nguồn để tiếp tục vững bước trên con đường học tập. Mô hình em nuôi của đoàn được thành đoàn Tân An triển khai vào năm 2022. Hiện nay, 6 cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn Tân An đã nhận hỗ trợ hàng tháng cho 9 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với ý nghĩa nhân văn thiết thực, mô hình em nuôi của đoàn đã thực sự tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong lòng cộng đồng. Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm, những thanh niên mang trên mình màu áo xanh đã và đang cố gắng hết mình để mang lại niềm vui, thắp sáng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn. Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, chương trình truyền hình thanh niên kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp tỉnh đoàn Long An thực hiện. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.